tân hôn xong rồi hai vợ chồng già dưới này. Đừng nói hai chồng già, hai vợ chồng son. Hai vợ chồng son, hai chồng son ở dưới rồi hai đứa nhỏ ở trên. Hai đứa mới son ở trên. Bố nói chưa, nhẹ miệng lên đầu coi thử ha, coi tụi nó ngủ chưa. Ơi cho nghe nè, vậy điếng 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 lên đi lên. Cái mới đầu thấy còn đang mở cửa, nhìn vô thì thấy thằng con trai á, nó đang chơi điện thoại, không thấy thằng dâu. Dâu kia đang tắm thì mới nhắc nhở con trai nó chứ, con lo đi ngủ đi để em nó ngủ đi chứ sao giờ đừng bấm điện thoại. Thế thì tôi xíu nữa con ngủ xuống nói với bố. Bố chứ nói nó ngủ tiếp lần nữa đi. Cái là ngọt lên trở lại rồi là Thịnh sao ngủ để em nó ngủ. Thì nó buồn ngủ nó ngủ đi chứ con có làm gì đụng chạm nó đâu mà mẹ kêu con ngủ. Trời đất ơi, tức chứ, tức chứ canh cái bao nhiêu đó thôi đó. Thì con kêu nó xuống kêu đứng đây tao ba mày kể mày cái đêm nó tao với ba mày sao nè, không có chơi điện thoại gì sao nè. Ba kêu đó kêu lên nhắc đó mà rốt cuộc nó gì á, xuống nói ba nó chứ. Mà bố mình ra giải thích đi. Đúng rồi, cái ba này giải thích nhưng mà ba không dám lên. Nhắn tin ba nhắn tin truyền kinh nghiệm để con nhận ra ba. Cái sao không con? Dạ không sao á. Bữa đó không sao hết trơn, đi ngủ dạ, luôn không chơi con đâu hết. Quý Linh và Hồ Bích Trâm xin kính chào quý vị. Chúng ta đang đến với chương trình Mẹ Chồng Nàng Dâu. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với câu chuyện hôm nay như thế nào. Mời quý vị theo dõi. Dạ luôn hả anh? Hồi hộp quá anh. Có gì hồi hộp hết nào. Chúng ta cứ đón chào mẹ chồng nàng dâu thôi. Bị dậy về một ngày là mệt, cái là không muốn ăn á, cái xong mà lén lên phòng á, đóng cửa trốn tỉnh luôn, ngủ luôn không dám xuống. Cái là mẹ ra mẹ dình cơm là mẹ biết mình chưa ăn, là đi lên gõ cửa phòng, bắt xuống ăn ngồi kế bên canh vậy nè, là bắt ăn, bắt cho ăn uống đầy đủ xong rồi mới cho đi lên ngủ. Thiếu điều đút ăn luôn á. Dạ có, có đút không cô? Có đút. Có khi nào tranh giành nhau không vậy? Đâu có tranh giành gì đâu á. Thì ăn nó giành. Có. Có kìa. Tranh giành quà sinh nhật của con dâu. Nhưng mà cái này thôi mẹ cũng buồn trong lòng, nhưng nhờ mẹ nói luôn cho con. Là thế là thứ bảy, cái là con nó về bên nhà ngoại á, nó chơi 9 giờ hay 8 giờ nó về. Cái chủ nhật cái nó cũng đi luôn. Là mẹ rất là buồn luôn. Chọn xế đầu năm ngập tràn may mắn. Tặng ngay 6 triệu đồng thì mua Free Go S. Tặng ngay 4 triệu đồng thì mua Free Go. Tặng ngay 2 triệu đồng thì mua Grande Janus. Mua Exciter 155. Chúng tôi chờ chuyến đi xe mô tô GP tại Malaysia. Xin mời. Rồi, em phải ra phụ rồi. Cô dâu hôm nay lộng lẫy quá rồi. Dạ rồi. Welcome. Rồi, cô dâu lộng lẫy quá. Rồi, mình đi vô trong đây luôn ạ. Nào, mời vào nhà, ngôi nhà của mẹ chồng nàng dâu. Ai là mẹ chồng, ai nàng dâu? Em cũng chưa đoán ra được luôn á. Nếu không không giờ cô dâu bận váy mẹ lựa, mẹ dẫn đi. Mẹ lựa luôn hả? Dạ, mẹ chở đi, mẹ dẫn đi lựa lên trển cho dâu bận đẹp á, mẹ lựa. Mẹ tâm lý quá. Mẹ chồng mặc luôn cái váy này tới nữa thì xỉu luôn anh, em xỉu tại chỗ luôn. Dạ. Con có nói là không biết là bây giờ mẹ cũng muốn một bộ mặt với con luôn đi, nhưng mà mẹ nói là thôi mẹ ngại, mẹ không dám. Lâu 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 mình hấp hôn. Sắp tới là kỷ niệm 30 năm ngày cưới của bố mẹ là chắc cũng có đó. À, hay quá. Giỏi. Biết nhưng nói chơi thôi, nhưng mà ai cũng đẹp hết, ai cũng trẻ hết trơn luôn á. Chào mẹ chồng nàng dâu. Dạ. Chào anh Huyền Linh, bé Bích Trâm. Dạ. Chào quý vị khán giả đang coi chương trình Mẹ Chồng Nàng Dâu. Cô tên là Nguyễn Thị Phương Tuyền, năm nay cô 49 tuổi. À. Cô quận 12. Cô là giáo viên dạy lái xe. Xin chào chú Huyền Linh, chào chị Bích Trâm và quý vị khán giả đang xem chương trình Mẹ Chồng Nàng Dâu. Con cùng tên với mẹ, con tên là Nguyễn Thị Phương Tuyền. Con sinh năm 97, hiện tại con là giáo viên ạ. Hai mẹ con làm giáo viên hết luôn. Mẹ dạy ở trường lái xe, còn con là dạy cho mấy em nhỏ. À, người dạy lái xe, người dạy nhỏ ha. Ngày đầu tiên mà mẹ chồng gặp cô con dâu này nè, mẹ chồng ấn tượng điều gì với cô gái này? Thiệt ra thì bé Tuyền này là ở gần nhà cô luôn. Dạ. Ở gần nhà từ nhỏ ra đã biết rồi. Sau này mới biết là bé quen với lại con trai cô. À, sao? Dạ đi xe máy chắc tầm 3 phút 4. Trời ơi, quá gần rồi. Dạ biết nhau từ nhỏ luôn rồi đúng không? Biết nhau từ nhỏ. Con với lại con gái của mẹ, hai đứa là bạn thân từ hồi nhỏ tới giờ. Tới nhà chơi đúng không? Dạ đúng rồi, tới nhà chơi. Có ăn uống đập phá quậy phá? Dạ không, không có đập phá gì hết. Dạ. Ngoan từ nhỏ. Em có nghĩ là một ngày nào đó em sẽ làm dâu của mẹ không? Dạ dạ không, chưa bao giờ nghĩ tới luôn. Chưa bao giờ hồi đó luôn. Là chơi chung với bạn á, là ấn tượng có một điểm á là tên của mình rất giống tên của mẹ. Hai mẹ con tên đi chang, thì khi mà lần đầu gặp thì thấy là mẹ rất là trẻ. Không kể thiệt á. Dạ đúng, rất là trẻ. Tôi thấy là
49 tuổi mà đây 39 mà thế. Ý là 29 mà 29. Dạ năm nay em 30 rồi chú. Em 30 rồi chú. Đang gọi bằng anh luôn, đang xưng bằng anh luôn. Cứ nói mình 39 xong quay qua cây bằng chú luôn nè. Từ cái ngày mà quen tới ngày cưới là bao xa? Dạ cỡ 7 năm. Gì lâu vậy trời. Biết nhau từ nhỏ là cách mười mấy năm. Còn cái khoảng mà từ quen đến cưới là cũng 6 năm á. Ủa sao ở gần mà sao cưới nó lâu quá vậy? Dạ không, tại vì từ lúc con quen là con nhỏ mà. Còn nhỏ. Còn nhỏ à, đúng rồi. Học từ lớp cấp 2 bắt đầu yêu là lúc vô học đại học. Đại học. Dạ đúng rồi. Trong 5 năm đại học. Dạ đúng. Lúc đại học xong ra đi làm 1 năm rồi mới cưới. Quá là thuận lợi luôn. Nhưng mà lúc mà đi học đại học là quen là mẹ cũng biết hay là mẹ không biết? Lúc đầu là mẹ không biết. À mẹ không biết luôn, không cho mẹ biết luôn. Lúc đầu là mẹ không biết. Xong rồi sau này phát hiện ra đúng không? Sao phát hiện ra được? Bình thường á là ở nhà bé á là đi qua nhà chơi á là cảm ơn là bé gái á. Cảm ơn kêu tiền qua chơi. Rửa sạn lâu thiệt lâu gì đó. Cũng là mấy tiếng đồng hồ mới chạy qua. Xong tự nhiên thấy hả? Môi đỏ rồi. Thấy rồi thiệt là đẹp gì đó. Có khó vấn đề ha. Đây có chứ, ủa sao kỳ á. Cũng ra nhà đi chơi có gì đâu mà dữ dằn vậy. Xong đi về bắt đầu mới hỏi bé Cẩm á. Ủa tiền sao mà qua đây mà sửa sạn làm giống như đi hội vậy á. Mà xếp bên nhà nữa. Xong rồi để hỏi lại hình như có vấn đề. Biết liền từ đó. Ở đó vừa qua chơi nữa, quần áo xề xòa, rồi mặt mày lem luốc, nay mày đặt chút qua môi đỏ, mặc váy đồ thiệt đẹp gì đó. Trời ơi, biết liền là biết để ý ai trong nhà liền thôi. Hồi đó nghĩ gì vậy? Nghĩ cái gì lúc đó mà tự nhiên trang điểm rồi bận đồ lồng lộ lên vậy? Không sợ là mẹ sẽ nghi ngờ hả? Dạ đâu có nghĩ gì đâu, thì mình cũng muốn để là ấn tượng tốt, mình muốn người ta thấy mình đẹp ấy thì cũng phải làm chứ. Vậy sau đó không tha son đi trước khi quen con mẹ đó, không tha son rồi đi. Tại vì lúc đó biết sao không, chưa có nghĩ có tình yêu dù nó khác. Lúc đó chưa có nghĩ là sau này sẽ quen con của mẹ, còn sau này có tình yêu tự nhiên cái môi, từ cái môi mà màu đi nó chuyển qua màu đỏ chót luôn là hiểu rồi. Rồi sau đó mẹ biết là mẹ đẩy luôn. Tại vì mẹ đã ưng trước rồi à. Mẹ hỏi là mẹ biết là xúc tiến luôn. Cưới con trai thái con dâu tương lai từ xưa rồi à. Nhờ cái đẩy thuyền của mẹ chồng đó mà hai đứa con rất là thuận lợi trong cái việc từ lúc yêu nhau cho cưới nhau luôn đúng không? Cưới nhau rồi đó, là về đêm cưới á con có gặp mẹ để mẹ tư vấn gì cho cái đêm hai chồng con không? Dạ không, như theo con được biết là mẹ chỉ có đi lên đi xuống để trình thôi. Ủa là sao ạ? Đêm tân hôn xong rồi hai vợ chồng già dưới này. Đừng nói hai chồng già, hai vợ chồng son. hai vợ chồng son ở dưới rồi hai đứa nhỏ trên. Hai đứa mới son ở trên. Bố nói chưa, miệng lên đầu coi thử ha, coi tụi nó ngủ chưa. Ê chưa nghe nè, vậy điếng lên đi lên. Ê, mới đầu thấy còn đang mở cửa nhìn vô thì thấy thằng con trai á nó đang chơi điện thoại, không thấy thằng dâu kia đang tắm. Thì mới nhắc nhở con trai nó chứ, con lo đi ngủ đi để em nó ngủ đi chứ sao giờ đừng bấm điện thoại. Thế thì tôi xíu nữa con ngủ xuống nói với bố chứ nó nói nó ngủ tiếp lần nữa đi. Ngọt lên trở lại Thịnh, sao ngủ để em nó ngủ? Thì nó buồn ngủ nó ngủ đi chứ con có làm gì đụng chạm nó đâu mà mẹ kêu con ngủ. Thầy đất ơi, tức chứ canh cái bao nhiêu đó thôi đó. Thì con kêu nó xuống kêu đứng đây tao ba mày, kể mày đêm nó tao với ba mày sao nè, không có chơi điện thoại sao nè. Ba kêu nó kêu lên nhắc đó mà rốt cuộn nó gì á, xuống nói ba nó chứ. À, bố mình ra giải thích đi. Đúng rồi, cái ba là vậy thích. Nhưng mà ba không dám lên. Nhắn tin ba nhắn tin vì kinh nghiệm. Để không nhận ra ba. Có sao không con? Không. Dạ không sao á. Bữa đó không sao hết trơn, đi ngủ dạ, luôn. Không chơi con đâu có chơi đâu, con đi ngủ. Ngủ luôn hả? Mẹ dễ thương quá à. Rồi khi mà về làm dâu thì nó có khác gì với người hàng xóm không? Khi về làm dâu á hả? Bé này cơ bản rất là ngoan rồi. Thì khi này làm dâu thì trong nhà của mình á lúc nào cũng cười á. Mà từ này cái bé này về càng vui hơn nữa. Tưởng đâu càng nó về
mất vui chứ. Không, có bé này về vui lắm, bé này là ngoan mà biết chuyện lắm. Tại vì mẹ con rất là kiểu là tâm lý trẻ trung á, cho nên là mọi người ở nhà con hay nói là tiền nó mà về làm dâu hả của mẹ tiền bên đây hả, nó có khi còn sướng hơn ở nhà đó nữa. Tại vì ở nhà thì ba mẹ con là hay kiểu hơi nghiêm khắc một chút á đó. Đó cho nên là nhưng mà về đây với mẹ thì rất là thoải mái. Sáng thì mình có thể là mình ngủ tới 8-9 giờ mình dậy cũng được, mẹ cũng vẫn cho. Rồi tối mà đi dậy về mà mệt á, ăn uống đồ xong mà cái chén bát đồ á, cái con mới gom xuống con rửa, cái mẹ mới nói là thôi bây giờ tối rồi rửa gì nữa đi lên ngủ đi, sáng mai dậy muốn làm gì thì làm. Không có bắt buộc nhưng mà con có tự động làm không? Dạ có, mình thấy mình vẫn có tự động làm chứ. Đang định hỏi là mẹ nói là thôi mệt rồi đi ngủ đi rồi sáng mai rửa, rồi không biết dậy có rửa không? Dạ có chứ. Nhiều khi dậy thấy ba rửa rồi. Nhiều khi vậy đó. Nhiều khi cũng bị nhắc à. Nhiều khi dậy thấy cô bạn thân rửa giùm lên nữa chứ. Do mình rất là biết nghe lời luôn. Mình rất biết là đối nhân xử thế. Ví dụ nấu ăn nấu uống, con bé này cũng nấu rất là hợp ý của mẹ. Nhưng mà cũng có nhiều cái không hợp. Nhiều cái không hợp đúng không? Con đang cần cái điều này nè. Hai mẹ con á, nhà mình rất là hợp nhau, giống như là hai chị em vậy đó. Vậy thì cái chuyện mà nãy cô nói á, là không hợp là chuyện gì? Chuyện không hợp á hả? Dạ. Bé này nó kén ăn lắm. Hồi đó nha, mới vừa cưới về nó 38kg à. Hai cái chân á giống như là hai cái tăm, hai bụi tre nhỏ nhỏ gì kìa. Trời ơi, bố chồng còn nói là giống con cò vậy đó. Dạ. Ngày nào bố cũng nói là bây giờ con á là chân nhỏ vậy là xấu lắm, con phải tập con nhảy rồi cho thiệt đẹp, chân to cho mẹ vậy đó. Chân to cho mẹ vậy đó. Chân thiệt đẹp. Bắt một ngày là đi lên con lên xuống cầu thang á là 20 vòng. Ngày nào con bắt đi nhỏ đi vậy mà đang chân đó nè. Dạ. Đeo đẹp gái vậy nè. Chứ hồi xưa về là nhỏ xíu, mày xấu ra. Em bao nhiêu ký rồi? Dạ 50. 50 về là mẹ chăm, mẹ bắt ăn uống rồi vô tối mà đi dậy về là tính em mặc kiếng ăn. Cái xong là không muốn ăn được, không có hết ăn mấy cái loại rau củ quả nữa. Bị dậy về một ngày là mệt, cái là không muốn ăn, cái xong mà lén lên phòng á, đóng cửa trốn tỉnh luôn, ngủ luôn không dám xuống. Cái là mẹ ra mẹ dình cơm, là mẹ biết mình chưa ăn là đi lên gõ cửa phòng, bắt xuống ăn ngồi kế bên canh vậy nè. Là bắt ăn, bắt cho ăn uống đầy đủ xong rồi mới cho đi lên ngủ. Thiếu điều đút ăn luôn hả? Dạ có đút không cô? Có đút luôn. Đúng rồi. Cưng như cưng trứng luôn rồi. Là cưng nàng dâu luôn rồi. Dạ. Đúng không con? Dạ có. Bây giờ có cháu chưa? Chưa, bé chưa. Chưa. À. Bố mẹ đang mong lắm mà không biết tụi nó sao. Từ nó còn chơi game nữa. Còn chơi game đó mẹ. Dạ. Phải khuyên nó đừng chơi game nữa. Mẹ, con nghĩ là mỗi tối mẹ phải lên canh đó. Mỗi tối ba với mẹ phải lên canh luôn. Lên canh rồi nhắc nhở là bố chơi game. Bố nói hài à, mẹ mày sáng bày con gì trơn vậy á. Biết chi mà bày. Nó từ đó giờ bố thiệt là tâm lý. Bố tâm lý quá mà. Đúng là mẹ phải bày con dâu, xong rồi bố bày con trai. Bố mẹ có mấy đứa con rồi? Bố mẹ có 3 đứa con. Ồ, thấy chưa? Đứa lớn nhất là chồng cô bé này nè, 27 tuổi. 27, đứa nhỏ nhất nhiêu? Đứa nhỏ nhất là 20 tuổi. Là gần có đứa nữa rồi. Em nghĩ là chắc cô dâu này không cần hỏi đâu, mẹ tự nguyện mày chỉ luôn á. Đúng rồi, mẹ tự nguyện chỉ. Dạ. Mày ra không biết cả từ khách mình sao. Rồi còn em thì sao? Là mẹ không ưng là tại vì em kén ăn thôi, còn mình thì sao? Mình có cái gì nói với mẹ mà không hợp không? Từ khi mà về làm dâu tới bây giờ thì theo như em thấy là không có gì không hợp lắm. Mẹ chồng em là tuyệt vời lắm rồi. Tuyệt vời. Dạ đúng rồi, tuyệt vời lắm rồi, không có gì không hợp hết. Thờ luôn á. Tại vì em về làm dâu với ba mẹ, bố mẹ là bố mẹ xem không phải là con dâu mà xem như là con gái á. Có chuyện gì là bố mẹ sẽ chỉ dạy bảo từng ly từng tí một, nên là ít cái chuyện đó xảy ra đâu, có chuyện không phải phản ách gì. Không dám nói đâu. Thôi nó không dám nói đâu, kéo nó ra tâm sự riêng coi nó có nói gì không. Con kia đi. Đúng rồi đó. Cho xin 5 phút ra. Bây giờ nha mẹ. Bây giờ nha, con xin kéo con dâu của mẹ đi ra về đây nè. 5 phút thôi. Bây giờ là những cái chuyện của gì mẹ? Những cái chuyện gì mà riêng tư này kia mà chưa nói là vuốt ve con đừng nói xấu mẹ nha. Ừ, nói cái gì cũng nghĩ tới mẹ nha con. Vuốt mặt nẻ mũi nha con. Kiểu vậy đúng không Linh? Biết mà, con biết mà. Thấy chưa? Thôi bây giờ thì xin phép là mẹ cho con dẫn cô dâu qua bên đây để mình trò chuyện mấy cái câu chuyện tâm sự thầm kín. Qua đi. Dạ. Đây. Ngồi đây nó không dám nói đâu. Qua đi con, có gì tâm sự nhỏ nhỏ với Hồ Bích Tâm nha. Dạ. Thôi em qua đây nha. Nói chung là bên đây thu lại tiếng thôi chứ không nghe đâu con.
Bây giờ là bên đây là ngăn cách mẹ bên kia rồi, không có ngồi đối diện mẹ, không ngồi kế mẹ nữa, không có lo sợ gì nữa hết. Ở đây là bây giờ là mình sẽ tâm sự hết, mình nói hết những cái gì mà trong lòng của mình mà đó giờ mình chưa bao giờ mình nói cho mẹ nghe. 7 năm cả lúc quen và đã cưới luôn là 7 năm rồi. Dạ đúng. Về thì em có cảm nhận được là nhiều khi vợ chồng với nhau có xích mích cãi nhau này kia thì mẹ là người bên ai? Dạ đương nhiên là bên em rồi. Bên em hả? Dạ đúng rồi, mẹ thường bên là em. Mẹ là thường sẽ bên con trai của mình á, còn dạ, là không, bên mẹ em. Bên em tại vì ông chồng tướng to con lắm mà tướng em thì nhỏ, là mẹ cứ sợ là ông kia là to con quá ăn hiếp em, là cứ nghe mà hai đứa mà rục rịch mà cãi nhau cái á là mẹ đi lên phòng đứng ở ngoài rình nghe. Nếu mà nghe mà nhỏ nhỏ thôi á thì không sao, còn mới nghe mà la quá là gõ cửa phòng, tiền ơi đi xuống đây mẹ nó nghe nè, là dẫn em xuống phòng đóng cửa lại trốn trọng á. Đó là mẹ bên em chứ. À lúc nào cũng bên con dâu á. Dạ đúng rồi. Rồi vậy thì bây giờ hỏi thiệt nha, em á thì chị thấy là rất là hiền lành này kia, nhiều khi có nhũng nhẽo với mẹ chồng không? Nhũng nhẽo với chồng rồi mẹ chồng rồi. Thì em nhũng nhẽo với chồng thì đó là chuyện đương nhiên, nhưng mà cái vấn đề mà em nhũng nhẽo với mẹ chồng là hình như là ngược lại. Là mẹ chồng nhũng nhẽo với em. Dạ đúng rồi, mẹ chồng nhũng nhẽo. Rồi mẹ nhũng nhẽo sao em? Mẹ hỏi mẹ giống nhiễu hỏi là giống như là Tuyền ơi, mẹ thèm ăn món này, mẹ thèm uống trà sữa, mẹ thèm ăn bánh tráng trộn vậy á. Ủa mẹ xin tin vậy luôn hả? Dạ đúng rồi, thì ở nhà bố cho em cũng hay ghẹo, mà bố chồng hay ghẹo nói hả là cái tính của mẹ mày á nó là phải là hả là của con nít mới đúng, chứ không phải là tính của mẹ chồng. Không, bởi vì như vậy á mà mẹ trẻ, mẹ rất là năng lượng luôn. Dạ đúng rồi. À, với lại hồi nãy á là khi mà vô tình đi ngang qua nghe hai mẹ con có nói chuyện, bé Tuyền mới nói là mẹ vô mẹ kể xấu con á là con về con nghỉ chơi với mẹ đó, con nghỉ chơi với mẹ đó. Cái xong mẹ nói với bé Tuyền là thôi đừng nghỉ chơi với mẹ. Trời ơi, hai mẹ con nói chuyện giống như là hai người bạn luôn. Dạ tại vì ở nhà là mẹ thì mẹ thích kiểu mà hay tâm sự với con gái, mà em gái thì hay đi làm xa một tuần một lần thì em hay ở chung chơi với mẹ. Mẹ thích vui vẻ lắm, thích nhà lúc nào cũng rộn ràng, cũng có người để chơi nói chuyện á. Mẹ mở mình là mẹ cảm thấy buồn chán lắm đó. Thì bây giờ mẹ đã thích như vậy rồi á thì xin cho mẹ đi cháu đi. Dạ thì cũng có chứ. Em có dự định chưa? Dạ cũng có lên kế hoạch, cũng có dự định. Thôi bây giờ kế hoạch dự định mình sao mình nói nè, để cho mẹ vui nè, mẹ ngồi bên kia mẹ vui nè. Sao nãy nói mẹ bên kia không nghe mà. Nghe chứ, mẹ nghe chứ. Dạ em, tụi em cũng dự định là chắc để năm sau thì thấy hợp tuổi, với lại thì để cho ổn định cho mấy cuộc sống công việc trước đã, xong mình mới tính tới chuyện sinh con để mà lo cho nó được một cách tốt nhất. Dạ mẹ nghe chưa mẹ? Mẹ nghe rồi. Mẹ nha. Thật ra là chuyện mẹ chồng nàng dâu này rất là dễ thương luôn á. Dạ. Mọi người thấy không? Làm gì có mâu thuẫn với nhau giữa mẹ chồng nàng dâu, giống như hai người bạn vậy đó. Có khi nào tranh giành nhau không vậy? Đâu có tranh giành gì đâu á. Thì ai nói giành á? Có kìa. Cá miệt á, một lần nghĩa là tranh giành quà sinh nhật của con dâu. Sao cô? Sao lại tranh giành quà sinh nhật à? Dạ rồi, mẹ nhắc tới là mới nhớ. Mẹ kể đi. Nghĩa là kể. Lúc mà cưới cháu tới được 2 tháng á, khoảng 2 tháng là tới ngày sinh nhật của bé. Cái chồng anh nói thì mẹ ơi, năm nay là con mới vừa cưới vợ, mẹ để cho con tự làm, tự tay con làm sinh nhật cho vợ con. Nói với mẹ đừng có nhúng tay vô gì hết trơn, mẹ đừng có phụ gì hết á. Thế là anh đi mua đồ về đủ thứ hết trơn á. Xong cái mình thấy ủa sao giống trong phim quá vậy. Từ hồi giờ mình thấy sinh nhật thì chỉ có tặng qua lại thôi, chứ làm gì thổi bong bóng rồi làm đủ trên cái mình thường ở nhà có tầm thường ở trên á. Xong mẹ tò mò quá, bé này đi dậy 7 giờ mới về. Cái chồng nó trên lầu kêu chứ Tiên lên anh bảo mẹ canh. Cái tò mò con người quá. Thì mình canh đúng 10 phút rồi mình lên mình coi thử là giống trong phim không. Vô cầu thang máy bấm cái sân thượng, cửa bấm ra cái thằng con trai đang cầm bánh sinh nhật đi ngoài tắt điện á, cầm chúc mừng sinh nhật em. Vậy là em không xuất hiện mà mẹ là mẹ. Là mẹ không nó chết. Ủa sao mẹ? Mẹ đâu có biết đâu. Biết đâu vậy? Chồng đứng nghĩ sao nên trả lời nữa chứ. Không tiền đâu. Mẹ đâu có biết. Vô cái này lần lần bấm thang máy. Tụi cái lại tụi máy. Là lúc đó là mẹ xin lỗi từ gì á. Đó là lần đầu tiên á. Làm sinh nhật cho quà cho vợ bất ngờ. Mà không biết là mẹ làm gì đó rồi, không biết là nó có tặng được gì cho con không, hay là thôi con giờ không dám hỏi luôn, giờ sẵn đây thôi con hỏi bữa đó nó tặng lại con không. Dạ có, vẫn tặng lại. Vậy đó là mẹ con đi cầu thang bộ lên, mẹ đi thang máy là bên đó đúng không, con không biết chuyện gì hết. Thì con đi cầu thang bộ lên đây lên thì con vừa bước lên cầu thang bộ là con thấy ánh nến chập chờn là có cái bóng người in hình đó đó.
là con cũng đoán được rồi. Thì con bước ra thì cũng vẫn tặng lại là chúc mừng sinh nhật em này nọ đó. Có đúng luôn. Làm lại phải làm thử. Đúng ra nha. Mẹ là mẹ phá kịch bản của con trai. Đúng rồi. Kịch bản của con trai là khi bé Tiền bước ra thang máy một cái là happy birthday liền. Cái này bước ra thấy mẹ vú mồm. Thấy mẹ cũng ngại nữa. Tại vì lúc đó là vừa đi dạy về xong thay đồ xong là còn phải vô rửa tay rửa chân rửa mặt nữa chưa lên kịp á. Không mà thật ra cũng không cách mẹ được. Đáng lẽ con trai á là phải lên kịch bản với mẹ để khi mà em đi dạy về là mẹ hợp tác với con trai đưa em lên. Chị tôi muốn tạo bất ngờ cả nhà luôn mà. Cái người đàn ông kia kìa, đáng lẽ phải tổ chức nhiều bong bóng cho mẹ chồng nhưng mà hình như chưa có lần nào. Thì đó mới tò mò đó. Mới tò mò. Vậy thì hỏi người đàn ông kia ơi, hãy về tổ chức sinh nhật bong bóng nhiều hơn bong bóng của con trai mình đi. Hy vọng là những lời mình nên nói ngày hôm nay cái người kia họ dạ, nghe ngày mai về họ bất ngờ tổ chức nhiều bong bóng hơn nữa. Bố là bố theo kiểu là lý trí á, rất là thương yêu vợ, chiều mẹ lắm, cho mẹ nhưng mà thiếu bong bóng. Mẹ thích bong bóng. Thiếu bong bóng, thiếu hoa, thiếu bánh kem. Nói không, nhưng mà bố có sô cô la. Sinh nhật mẹ là bố tặng một hộp sô cô la thiệt to vậy nè. Thì cái gì cũng có rồi, riêng bong bóng chưa có. Phải có bong bóng mới được nữa. Để con nhắn bố cho. Xịt rửa mũi xoang Nam Dược, xịt sạch thông mũi, ngăn ngừa và giảm viêm mũi xoang. Vậy thì bây giờ mẹ có lời gì muốn nói với con dâu của mình không? Một tuần lễ thì con đi dạy hết 6 buổi ha. Chị nghỉ thứ 7 chủ nhật thôi. Nhưng mà cái này thôi mẹ cũng buồn trong lòng, nhưng nhờ mẹ nói luôn với con là chiều thứ 7 á, là bé được nghỉ. Thường dậy tới 9 giờ mới về. Thì mẹ cũng rất là trong ngóng cha con về nói chuyện với mẹ cho vui. Tự vì ở nhà buồn. Thế là thứ 7 thế là con mới về bên nhà ngoại á, nó chơi 9 giờ hay 8 giờ nó về. Cái chủ nhật cái nó cũng đi luôn. Là mẹ rất là buồn luôn. Đồng ý là ngày thường thì ở nhà với mẹ, nhưng mà ngày thường là 9 giờ mới về thì đã đi ngủ hết rồi. Thì tới thứ 7 chủ nhật thì bên nhà con một ngày, nhà mẹ một ngày. Dạ, xin lỗi. Con bữa đi mẹ khóc luôn á. Dạ không? Con xin lỗi. Trời, cái cưng nhà quá ta. Con có muốn nói gì với mẹ mình trong ngày hôm nay không? Lời đầu tiên mà con muốn nói với mẹ là con cảm ơn mẹ. Tại vì mẹ đối xử rất là tốt với con. Mẹ đã rất là thương yêu con. Nên là con cảm ơn mẹ rất là nhiều. Mẹ thương yêu con rồi. Mẹ thương. Con có muốn làm điều gì cho mẹ mà con chưa làm được không? Thì hiện tại bây giờ con biết mẹ mong ngóng nhất là có cháu nội. Điều đó là con cũng sẽ cố gắng để thực hiện được. Có khi nào đẻ cháu ra rồi có mẹ coi cho con ra rìa không? Cho nên là chưa chịu đây nè. Nhưng mà có cháu là mẹ có cho con ra rìa không? Đó, cái câu này hay nè. Có cháu là mẹ có cho con ra rìa không? Thấy chưa, em gợi ý đúng chứ chưa anh? Thế này chị cũng có chút chú à. Hứa là không cho ra rìa rồi mới đẻ. Vậy thì hứa. Hứa nha. Mẹ nói chung, nói chung là hai mẹ con này rất là dễ thương luôn. Thật ra trong gia đình á, Quỳ Linh nghĩ rằng á là luôn luôn đầy ắp những tiếng cười. Dạ đúng, mẹ là người tạo ra tiếng cười cho cả gia đình. Thật rồi. Thật ra khi chúng ta nhìn thấy một người phụ nữ gương mặt họ hạnh phúc thì mới biết là người chồng thế nào. Nét mặt mày chung có buồn chút không? Không, không buồn đâu à. Dạ. Thấy những giọt mắt con rơi á mà bao nhiêu người hạnh phúc luôn á. Giọt mắt hạnh phúc mà. Thì có nãy thấy ba khóc mình cũng xúc động á, tại vì mình cảm nhận được á là bé Tuyền á rất là hạnh phúc. Hạnh phúc hay không mà mình nhìn lên cánh mắt á, em khóc đây không phải là em buồn cho cái chuyện gì cả, mà em khóc là tại vì em đang rất hạnh phúc đó. Và hy vọng là hai mẹ con mình sẽ giữ mãi cái niềm vui, giữ mãi cái nụ cười này đó, để cho gia đình mình lúc nào cũng hạnh phúc nha. Ngưỡng mộ, rất ngưỡng mộ luôn. Nhàm có khách đó, nhàm có khách. Ủa khách luôn hả anh? Ra đón khách vô đi, có khách đâu, hình như bấm chuông đó. Thôi em đi vô anh ơi. Mẹ ra mẹ đón đi chứ con không dám đón. Ai vậy? Dạ, chồng em tiền tiền. Tiền nào tiền? Con bây giờ đón hả? Dạ. Mẹ đi đón đi mẹ. Đón người quen đi. Dạ, chứ con đi là kỳ lắm á. Tên. Mời vô đây luôn. Thương quá à. Có bằng bóng em không? Trời ơi, cưng quá thì cưng luôn. Dạ. Ai. Dạ, con chào chú. Dạ. Ai. Xin chào. Con chào chú. Dạ, con mời chú vô đây luôn ạ. Trời ơi, đúng là lãng tử nha.
À, cảm ơn Quyền Linh. Các bạn tự luôn. Anh thấy như thế nào về gia đình của mình? Anh có thể nói chút xíu về con dâu của mình. Được ngồi cái vai gọi là xôi gia, chứ hiện tại thì chưa được làm ông bà nội. Thì từ lúc đó đến giờ thì tôi cảm nhận với con dâu thì một con dâu rất là tốt. Bất quả đứa nào cũng được. Giữ ý nhau được không? Thì từ lúc đó thì về rồi là con là nhận như con ruột. Sai thì sửa, sẽ dạy, sẽ bảo, sẽ khuyên. Tôi đã nhận làm con rồi thì như con gái, như con trai của tôi thôi. Người đàn ông cũng là một trong nhân vật chính. Một nhân vật chính có thể cân bằng tất cả mọi cái thế trong gia đình đó. Nhưng mà thiếu bong bóng cho bà xã đó. Cái này tôi xin lỗi. Thật ra cũng không phải là kể hoàn cảnh. Mà nhiều lúc mình cũng... Để em đi định Thường là thường lừa đàn ông đôi lúc cũng vô tâm. Cái đó tôi thật. Không có điều kiện thì mình không nói. Nhưng mà có điều kiện rồi nhưng mình cũng có đôi lúc vô tâm. Vậy thì á, là con dâu á, lâu lâu con thấy mà ba chồng con mà quên gì với mẹ chồng á, nhá, nhớ lâu lâu tặng bong bóng cho mẹ. Thì anh cũng là trọng trách của là người đứng đầu gia đình, cũng là người chồng của em. Thì anh cũng là hết lòng với em từ lúc yêu em cho tới lúc sang thế giới bên kia. Đi xa quá vậy. Thì nó gọi là trọn đời đấy. Trọn đời, dạ. Thì đứng lên nè, đó, hai người nắm tay nhau nói gì đó. Nhân ngày hôm nay muốn tặng bà xã bong bóng nụ hôn gì đó. Thì nhân ngày hôm nay thì là mẹ, chương trình mẹ chồng con dâu thì cũng có gì là hơn là cũng hứa là hết lòng về hai mẹ con em. Cảm ơn bố. À, khoan ạ, dạ cho con xin phép cái này ạ. Linh ơi, mình cứ đi lộn chương trình không anh? Dạ, đây là chương trình mẹ chồng nàng dâu mà sao giống vợ chồng son quá vậy ta? Coi sẵn là mình làm hấp hôn luôn. Cái đỏ vậy. Cái này là thế thì cái đỏ để tôi xin phép gặp trước đúng không? À. Rồi, thế chứ phải đại diện cho tấm lòng của gọi là tất cả tấm lòng của anh trong bó hoa này anh tặng em. Yeah. Anh thiệt không? Thiệt chứ. Anh đi mua về đấy. Con gái hả? Dạ đây chú. Rồi, đây là bố tặng con dâu, dạ. Nha, và mong con dâu trẻ đẹp mãi mãi và cuộc sống riêng của con cũng như chung gia đình thật hạnh phúc. Dạ. Thật ra may mắn cho những người phụ nữ về làm dâu, sống trong một ngôi nhà đầy ắp tình yêu thương như thế tuyệt vời. Nếu như chúng ta có những tình cảm này nó được lan tỏa trong khắp mọi gia đình. Cảm ơn Minh Quyền Linh. Dạ, bây giờ là chú đã tặng hoa cho cô rồi, giờ tới con ha. Nhân dịp gia đình của mình đến tham dự chương trình Mẹ Chồng Nàng Dâu thì chương trình có một phần quà từ Yurika Tô Son Sinh Bật Tung Cá Tính đó, một phần quà nhỏ nhỏ tặng với gia đình của mình. Chưa hết đâu, còn một cái này nữa à. Về nhà mẹ con xài chung nha. Còn cái này là cốt súp gà. Sản phẩm cốt súp gà của công ty Quốc Việt Food được sản xuất theo tiêu chuẩn FDA, giúp cho món ăn thơm ngon, tròn vị và tiện lợi trong quá trình chế biến. Sản phẩm không có MSG và không dùng chất bảo quản đó, giúp cho bữa ăn của mình ngon hơn. Đây con tặng cho mẹ nha. Rồi cảm ơn. Dạ con thấy rất là hạnh phúc và may mắn khi được về và làm dâu trong nhà của mình. Đó là một điều tuyệt vời mà hồi đó giờ con chưa từng nghĩ đến luôn. Để con nghĩ là con gả cho đúng người, có đúng mẹ chồng nữa. Cảm ơn gia đình mình ngày hôm nay đã tham gia chương trình Mẹ Chồng Nàng Dâu. Và không thể nào quên được đó là cảm ơn Quốc Việt Phước và Son Yurika đã đồng hành cùng với chương trình Mẹ Chồng Nàng Dâu ạ. Và bây giờ thì Hồ Bích Trâm cũng như là Thanh Quyền Linh xin chào và hẹn gặp lại ạ.